Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem những tin tức cập nhật về diễn biến chiến sự Nga-Ukraine ngày hôm nay. Theo một sắc lệnh do Điện Kremlin công bố ngày 11 tháng 5, Tổng thống Nga Putin phê chuẩn cơ cấu chính phủ mới của nước này. Theo đó, chính phủ Nga sẽ có 10 phó thủ tướng. Trước đó vào ngày 10 tháng 5, Tổng thống Putin ký sắc lệnh tái bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm thủ tướng. Với việc phê chuẩn này, trong vòng một tuần, ông Mishustin phải đệ trình Tổng thống Putin các đề xuất về cơ cấu các cơ quan hành pháp liên bang và trong vòng 2 tuần trình đề xuất các ứng cử viên cho chức phó thủ tướng và bộ trưởng liên bang để Hạ viện Nga phê chuẩn, ngoại trừ những người đứng đầu cơ quan hành pháp, khối an ninh và bộ ngoại giao. Dự kiến trong 2 ngày 13 và 14 tháng 5 tới, các đại biểu Hạ viện Nga sẽ họp xem xét ứng cử viên cho các vị trí phó thủ tướng và bộ trưởng. Tất cả các cuộc họp này phải được sự chấp thuận của Tổng thống Putin. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tình trạng Khẩn cấp và Bộ Ngoại giao Nga sẽ do chính Tổng thống Putin bổ nhiệm sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng Liên bang. Nga tuyên bố kiểm soát 5 ngôi làng ở khu vực Kharkov của Ukraine, trong khi Kiev cho biết họ đang đẩy lùi các cuộc tấn công để giành quyền kiểm soát các khu định cư. Reuters đưa tin, giao tranh ác liệt bước sang ngày thứ hai ở rìa khu vực Kharkov, phía đông bắc Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 5 tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát được 5 ngôi làng, trong khi Kiev cho biết họ đang đẩy lùi các cuộc tấn công và chiến đấu để giành lại quyền kiểm soát các khu định cư. Nga bất ngờ phát động các cuộc tấn công bằng xe bọc thép vào bên trong khu vực Kharkov của Ukraine vào sáng sớm mùng 10 tháng 5. Cuộc tấn công được cho là nhằm mục đích tạo vùng đệm ở biên giới để bảo vệ lãnh thổ Nga khỏi tác động của chiến tranh hoặc có thể mở ra mặt trận mới rộng hơn và buộc Ukraine phân tán lực lượng khỏi mặt trận phía đông. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã kiểm soát 5 ngôi làng ở vùng Kharkov. Tuy nhiên, Thống đốc Kharkov nói rằng giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở tất cả 5 ngôi làng biên giới này. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu qua video hàng đêm rằng các trận chiến đang diễn ra xung quanh 7 ngôi làng biên giới ở Kharkov. Quân đội của chúng tôi đang tiến hành các cuộc phản công ở các khu vực đó để bảo vệ lãnh thổ Ukraine, ông Zelensky cho hay. Theo Reuters, Kiev đã nhanh chóng tăng viện để đối phó với các cuộc tấn công. Ông Naza Voloshin, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy miền đông Ukraine ngày 11 tháng 5 cho biết, lực lượng nước này đang tìm cách kiềm chế lực lượng Nga ở vùng biên giới, nơi không rõ bên nào kiểm soát. Các binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới số 110 đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25 của Nga trên mặt trận Avdiivka, tỉnh Donetsk. Chỉ huy lữ đoàn cơ giới số 110 của Ukraine cho biết, máy bay Nga tiếp tục rời, các xạ thủ phòng không của lữ đoàn 110 lại một lần nữa làm rất tốt nhiệm vụ. Hôm nay, họ bắn hạ một chiếc Su-25 khác. Được biết, đây là chiếc Su-25 thứ hai của Nga mà Ukraine tuyên bố bắn rơi chỉ trong vòng một tuần. Trước đó vào ngày 4 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo lữ đoàn cơ giới số 110 cũng đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25 của Nga tại khu vực này. Trong một diễn biến mới, các quan chức và nhà phân tích của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine tuyên bố đã xác định được 29 nhân viên chỉ huy, bay và kỹ thuật thuộc Trung đoàn Hàng không số 44 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinzo vào Ukraine. Trung đoàn hoạt động từ sân bay Savalesya ở tỉnh Nizhny Novgorod của Nga và duy trì một phi độ lên tới 24 máy bay MiG-31K có số đuôi được xác định chưa dùng để phóng tên lửa Kinzo. Mỹ lo ngại rằng các cuộc tấn công của Ukraine và các nhà máy lọc dầu ở Nga sẽ khiến giá dầu tăng vọt. Trên thực tế, chúng đang tỏ ra hiệu quả hơn lệnh trừng phạt dầu mỏ của phương Tây. Theo nhận định của chuyên gia về Đông Âu Ben Aris, tổng biên tập tại Business News Europe ngày 10 tháng 5, các cuộc tấn công của Ukraine và các nhà máy lọc dầu ở Nga đang làm được điều mà các biện pháp trừng phạt dầu mỏ của phương Tây đã không đạt được: giảm thu nhập từ sản xuất dầu của Điện Kremlin, hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga và đẩy giá trong nước lên cao, nhưng không ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ quốc tế. Bất chấp những lo ngại của Mỹ, tác động của các cuộc tấn công như vậy sẽ khiến giá dầu quốc tế giảm chứ không phải tăng. Các cuộc tấn công đó không phá hủy các nhà máy lọc dầu. Kể từ thời chiến tranh lạnh, hầu hết các nhà máy lọc dầu ở Nga đều được xây dựng có khả năng chống chọi với các cuộc tấn công và có hệ thống phòng không bảo vệ. Tuy nhiên, kết quả là sản lượng sản phẩm dầu của Nga đã giảm khoảng 14% từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong lĩnh vực dân sự, nếu không nói là cả ngành công nghiệp và quân sự. Nga có năng lực sản xuất dư thừa đáng kể để có thể xuất khẩu và ước tính chỉ có khoảng 40% nhà máy lọc dầu của nước này nằm trong phạm vi tấn công của UAV từ Ukraine.
nhưng các cuộc tấn công đã khiến giá dầu và dầu diesel trong nước tăng vọt. Các cuộc tấn công đã buộc Nga phải thực hiện lệnh cấm xuất khẩu và nhập khẩu xăng dầu từ Belarus trong 6 tháng, cũng như yêu cầu Kazakhstan tạo nguồn dự trữ 100.000 thùng trong trường hợp khẩn cấp. Nga, một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, đã buộc phải cắt giảm công suất lọc dầu. Điều này đang gây tổn hại cho nền kinh tế mà Điện Kremlin dựa vào để duy trì cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Như vậy, theo chuyên gia Aris, các cuộc tấn công của Ukraine đã đạt được điều mà các biện pháp trừng phạt của phương Tây không làm được, làm giảm khả năng của Nga trong việc chuyển đổi dầu thô thành nhiên liệu cần thiết để cung cấp cho quân đội nước này. Nhưng chiến lược này đã khiến Mỹ rất lo lắng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bày tỏ lo ngại rằng những cuộc tấn công này có thể gây tác động dây chuyền đến tình hình năng lượng toàn cầu bằng cách đẩy giá dầu toàn cầu lên cao. Đến nay, điều đó đã không xảy ra. Ukraine khẳng định rằng việc nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga sẽ làm giảm giá dầu quốc tế. Bằng cách hạn chế khả năng lọc dầu của Nga, Kiev buộc Moscow phải xuất khẩu thêm dầu thô, tăng nguồn cung và đẩy giá xuống. Milovanov, hiệu trưởng trường kinh tế Kiev và cựu bộ trưởng kinh tế Ukraine cho biết, Nga đang xuất khẩu nhiều dầu thô hơn, trong khi xuất khẩu nhiên liệu tinh chế của nước này đã đạt mức thấp nhất gần như lịch sử. Chuyên gia Milovanov cho biết thêm, Moscow chỉ xuất khẩu hơn 712.000 tấn dầu diesel và các sản phẩm dầu mỏ khác trong tuần cuối cùng của tháng 4 năm nay, giảm so với hơn 844.000 tấn trong cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, xuất khẩu dầu thô hàng tháng đã tăng 9% từ tháng 2 đến tháng 3, đạt mức cao nhất trong 9 tháng và cao thứ 3 kể từ khi lệnh trừng phạt của phương Tây đối với dầu thô của Nga có hiệu lực vào tháng 12 năm 2022. Theo tờ Telegraph, Mỹ và Anh luôn duy trì mối quan hệ đặc biệt. Mối quan hệ này còn đặc biệt hơn giữa Hải quân Anh và Hải quân Mỹ, cũng như các cơ quan tình báo hai nước. Tuy nhiên, những bất đồng giữa London và Washington đang gia tăng về chiến lược đối với Ukraine. Kể từ khi nổ ra xung đột ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Anh luôn tỏ ra quyết liệt hơn Mỹ trong việc hỗ trợ Kiev. Lực lượng đặc biệt của Anh đã hoạt động ở Ukraine gần tiền tuyến hơn nhiều so với những gì được biết. Sự hiện diện này và ảnh hưởng liên quan đến quân đội Ukraine được thể hiện rõ nhất qua các cuộc đột kích và tấn công bằng phương tiện bay không người lái mà Ukraine đã thực hiện bên trong lãnh thổ Nga. Cái gọi là tấn công sâu là một học thuyết nổi bật của Trung đoàn Không quân đặc biệt số 22 của quân đội Anh. Ngược lại, việc triển khai lực lượng đặc biệt của quân đội Mỹ và CIA tới Ukraine bị hạn chế hơn nhiều về quy mô và tính linh hoạt trong hoạt động. CIA từng phàn nàn các đối tác Anh của họ đang tự do hành động, trong khi các sĩ quan CIA phải liên tục xin ý kiến từ trung tâm chỉ huy của họ, ngay cả đối với những chuyến đi đến các khu vực ở xa mặt trận. Những tuần gần đây đã cho thấy sự gia tăng áp lực đáng chú ý của Nga trên chiến trường Ukraine. Cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trong tuần này càng nhấn mạnh thêm áp lực của Tổng thống Nga Putin trong việc cảnh báo phương Tây. Điện Kremlin muốn sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine giảm đi đáng kể để tạo không gian chính trị và quân sự cho cuộc tấn công mùa hè của Nga. Nhưng trong khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục đề cao việc quản lý cẩn thận khả năng rủi ro leo thang, thì Anh lại đang phản ứng mạnh mẽ hơn. Thông báo của Ngoại trưởng David Cameron vào tuần trước cho rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga là một minh chứng cụ thể. Cho đến nay, Kiev chỉ có thể sử dụng các hệ thống vũ khí của Anh như tên lửa hành trình Storm Shadow để nhắm vào các vị trí của Nga ở khu vực miền đông Ukraine. Sự thay đổi trong chiến lược của Anh tạo ra những điều kiện mới đáng kể cho các chỉ huy Ukraine. Nó sẽ cho phép Ukraine nhắm mục tiêu vào các vị trí của Nga xung quanh các thành phố như Kursk, Bryansk và Oron. Những khu vực này nằm ngoài biên giới phía đông bắc Ukraine, đóng vai trò là nút hậu cần quan trọng cho các lực lượng Nga. Storm Shadow cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ chính xác mà Nga khó phòng thủ hơn nhiều so với các cuộc tấn công bằng phương tiện máy bay không người lái. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi Storm Shadow không được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, khả năng sử dụng nó sẽ buộc các chỉ huy Nga phải cảnh giác hơn. Họ sẽ phải áp dụng những biện pháp tốn kém và mất thời gian để che giấu, ngụy trang và bảo vệ tốt hơn các lực lượng trong tầm bắn của Storm Shadow. Do đó, Nga đã phản ứng dữ dội trước thông báo của Anh. Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Anh tại Moscow vào đầu tuần này, cảnh báo rằng nếu Ukraine thực sự sử dụng vũ khí của Anh tấn công lãnh thổ Nga, Nga sẽ coi các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Anh ở trong và xung quanh Ukraine là hợp pháp. Ngày 11 tháng 5, AFP dẫn lại tuyên bố của tỉnh trưởng Kharkov, Oleg Sunegubov cho biết chính quyền vùng này đã phải sơ tán 1.775 dân thường khỏi khu vực giao tranh sau các cuộc tấn công của Nga vào ngày 10 tháng 5. Còn theo Reuters,
chính quyền Kharkov đã cho sơ tán nhiều ngôi làng gần biên giới với Nga khi giao tranh tạm lắng. Hiện vẫn chưa rõ Ukraine sẽ sơ tán dân thường đến khu vực nào. Trước đó ngày 10 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một trận chiến ác liệt đang diễn ra ở Kharkov. Chúng ta phải ngăn chặn đợt tấn công của Nga, giành lại thế chủ động cho Ukraine, ông Zelensky tuyên bố. Nguồn tin quân sự Ukraine nói lực lượng Nga đã tiến sâu khoảng 1 km và đang tìm cách thiết lập vùng đệm ở Kharkov cùng tỉnh Sumy lân cận để ngăn các đợt tấn công vào lãnh thổ Nga. Ukraine gần đây thực hiện nhiều vụ tập kích vào lãnh thổ Nga cùng những vùng Moscow đang kiểm soát ở Ukraine, chủ yếu nhằm vào hạ tầng năng lượng. Leonid Bashenik, lãnh đạo chính quyền Lugansk do Nga bổ nhiệm hôm nay cho biết lực lượng Ukraine đã tập kích một kho dầu tại khu vực, khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Kiev từng cảnh báo suốt nhiều tuần rằng Moscow có thể tiến công ở khu vực biên giới đông bắc Ukraine, tranh thủ lợi thế trong bối cảnh Ukraine thiếu nhân lực và viện trợ từ phương Tây bị trì hoãn. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ ngày 10 tháng 5 nhận định, Nga đã có thắng lợi chiến lược đáng kể và mục tiêu chính của chiến dịch là buộc Ukraine điều động binh sĩ, khí tài từ những vị trí quan trọng ở tiền tuyến miền đông về phòng thủ. Giới chuyên gia nhận định, tỉnh Kharkov, giáp với tỉnh Belgorod của Nga, chắc chắn là một mục tiêu trọng yếu mà Moscow nhắm tới. Nếu Kharkov thất thủ, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào quân đội Ukraine trong giai đoạn hiện tại. Cộng hòa Séc đã bàn giao mô hình máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên cho một trong các lữ đoàn không quân chiến thuật của Ukraine. Thiết bị này đang được chuyên gia Ukraine thử nghiệm và vận hành. Ông Mykola Omechak, tư lệnh không quân Ukraine, đã chia sẻ một đoạn video và cho biết các chuyên gia của Ukraine đang tích cực thử nghiệm và vận hành thiết bị mô phỏng máy bay chiến đấu đa chức năng F-16. Video giới thiệu các khả năng của thiết bị mô phỏng, thể hiện khả năng cất cánh, điều hướng, tiếp cận mục tiêu và sử dụng tên lửa AIM-120. Thiết bị mô phỏng này được Cộng hòa Séc cung cấp cho một trong các lữ đoàn không quân chiến thuật Ukraine, đánh dấu một bước quan trọng trong việc nâng cao năng lực huấn luyện. Ông Mykola Omichak cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc xây dựng cơ sở đào tạo và nguồn lực mạnh mẽ cho phi công. Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn đến những quốc gia đã đóng góp vào sức mạnh không quân của Ukraine. Alexander Diakiv, đại diện Bộ Tư lệnh Huấn luyện Không quân Ukraine, mô tả thiết bị mô phỏng là một thiết bị huấn luyện hàng không toàn diện, có buồng lái F-16 đích thực. Thiết lập này cho phép phi công nắm bắt các chức năng điều khiển một cách trực quan, tái tạo các góc nhìn trong chuyến bay. Hiện tại, Ukraine đang xây dựng các kịch bản huấn luyện phi công nhằm chống lại máy bay chiến đấu, máy bay không người lái của đối phương, nâng cao hơn nữa khả năng sẵn sàng chiến đấu của không quân nước này. Một chỉ huy cấp cao của Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga đã vượt ra ngoài việc thăm dò hoặc thu thập thông tin tình báo. Người này nhận định mục tiêu trước mắt của Điện Kremlin dường như là tạo ra một vùng đệm dọc biên giới. Ukraine đã gấp rút tăng cường lực lượng ở biên giới phía Bắc ngày 10 tháng 5 sau khi các lực lượng của Nga cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của Kiev tại một số khu vực, gia tăng sức ép lên các lực lượng đang bị kéo căng dọc tiền tuyến trải hơn 1.000 km. Các cuộc tấn công của Nga bắt đầu vào 5 giờ sáng mùng 10 tháng 5 với các cuộc dội bom và pháo kích quy mô lớn nhằm vào các vị trí của Ukraine. Theo sau là các đoàn xe bọc thép cố gắng xuyên thủng một số điểm dọc biên giới, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay. Hiện nay, những cuộc tấn công trên đã bị đẩy lùi và các cuộc giao tranh với cường độ khác nhau đang diễn ra. Để tăng cường phòng thủ trong khu vực này, các đơn vị dự bị đã được triển khai. Phạm vi và mục đích của các cuộc tấn công của Nga vẫn chưa rõ. Các nhà phân tích quân sự cho biết, Moscow có thể đang cố gắng buộc Ukraine sử dụng những nguồn lực quý giá để bảo vệ khu vực trong bối cảnh các cuộc tấn công ở phía đông gia tăng. Tuy nhiên, một chỉ huy cấp cao của Ukraine cho biết, các cuộc tấn công của Nga đã vượt ra ngoài việc thăm dò hoặc thu thập thông tin tình báo. Người chỉ huy này nhận định, mục tiêu trước mắt của Điện Kremlin dường như là tạo ra một vùng đệm dọc biên giới. Sau các cuộc giao tranh dữ dội diễn ra suốt một đêm tới sáng, các cuộc giao tranh nhỏ hơn tiếp tục diễn ra vào buổi tối. Khi Nga tìm cách củng cố quyền kiểm soát, một số ngôi làng nhỏ nằm ngay biên giới, một quan chức Ukraine cho hay. Việc Nga mở một khu vực chiến đấu mới sẽ là thách thức lớn đối với Ukraine. Hiện chưa rõ lực lượng phòng thủ ở biên giới Ukraine đã mở rộng sâu đến mức nào, họ được bố trí hiệu quả ra sao và sẽ cầm cự thế nào nếu Nga tiến hành các hoạt động tấn công kéo dài theo hướng này. Những đợt vận chuyển vũ khí mới của phương Tây đang trên đường tới Ukraine, nhưng các chỉ huy cho biết số lượng của chúng chưa đủ để gây ra tác động đáng kể. Trong khi đó, các nhà phân tích quân sự đánh giá Nga có thể sẽ cố gắng tận dụng cơ hội trước khi các vũ khí có hiệu lực để tiến hành các bước tiến công mới.
khi công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Các quan chức Nhà Trắng ngày 10 tháng 5 nói rằng họ không mong đợi việc Nga tiến công qua biên giới để đạt được những thành quả lớn trên chiến trường. Người phát ngôn Cơ quan An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, chúng tôi dự đoán Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Kharkov. Và giờ đây nó dường như đã bắt đầu. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Ukraine để giúp họ chuẩn bị. Tại thời điểm này, chúng tôi đánh giá Nga đã tăng cường các cuộc tấn công xuyên biên giới và tiến hành các cuộc thâm nhập ban đầu. Ông Kirby nhận định, trong những tuần tới, Nga có thể sẽ tăng cường hỏa lực và điều động thêm quân để thiết lập vùng đệm nông, đồng thời cho biết chúng tôi không lường trước được bất kỳ đột phá lớn nào. Các quan chức Ukraine và các nhà phân tích quân sự phương Tây cũng cho rằng Moscow thiếu sức mạnh chiến đấu để kiểm soát Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, cách biên giới hơn 30 km. Các quan chức Nga vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công này. Hiện chưa rõ liệu Nga có thể kiểm soát thêm bất kỳ vùng lãnh thổ nào hay không. Chỉ huy cấp cao của Ukraine cho biết các lực lượng của Kiev đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga theo hướng làng Lipsti, cách biên giới Kharkov 1,6 km. Khu vực đó hiện được coi là vùng xám, tức là giao tranh vô cùng căng thẳng và tình hình luôn thay đổi nên khó có thể nói bên nào kiểm soát vùng đất này. New York Times cho rằng, với Nga, ngay cả việc thiết lập đầu cầu xuyên biên giới cũng có thể khiến thành phố Kharkov trở thành mục tiêu của pháo binh, cho phép quân đội tăng cường nỗ lực biến thành phố này thành nơi không thể sinh sống được. Điều đó sẽ giúp tạo ra một khu vực an toàn mà Nga có thể sử dụng làm điểm tập kết để triển khai lực lượng và vũ khí. Nó cũng cho phép Nga bảo vệ các thị trấn và thành phố bên kia biên giới khỏi các cuộc pháo kích của Ukraine. Chính quyền khu vực Kharkov kêu gọi người dân ở các làng gần biên giới sơ tán. Một số nơi như Vovchanka bị pháo kích nặng nề trong suốt cuộc xung đột đã gần như trống trơn trong nhiều tháng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp với người đồng cấp Slovakia, Zuzana Kaputova ở Kiev cho biết, các lực lượng của Nga đã vấp phải quân đội, các lữ đoàn và pháo binh của chúng tôi. Có một trận giao tranh khốc liệt ở hướng này và chúng tôi đối phó với họ bằng hỏa lực. Chiều 10 tháng 5, chính quyền Tổng thống Biden đã công bố gói hỗ trợ trị giá 400 triệu đô la Mỹ gồm các vũ khí phòng không, đạn pháo, phương tiện chiến đấu Bradley và các vũ khí khác cho Ukraine. Lực lượng Nga đã không thành công trong việc giành quyền kiểm soát thành phố Kharkov trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột và gần như bị đánh bật khỏi khu vực này trong cuộc phản công của Ukraine vào mùa thu năm 2022. Trong những tháng gần đây, Moscow đã tăng cường bắn phá thành phố, nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và các ngành công nghiệp quan trọng gần như mỗi ngày bằng tên lửa, UAV và bom dẫn đường. Đồng thời, Nga cũng bổ sung số lượng binh lính được điều động tới biên giới. Quân đội Ukraine đã phản ứng bằng cách tăng cường phòng thủ dọc theo những vùng biên giới rộng lớn và người dân cho biết họ đã nhìn thấy một đoàn quân tiến vào xung quanh biên giới Kharkov và Sumy. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sutskii gần đây nhận định, Nga có thể đang lên kế hoạch cho các chiến dịch tấn công mới, nhưng ông tin tưởng vào lực lượng phòng thủ của Ukraine dọc biên giới. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.